mày nó cũng ăn luôn nè. Không về nó ơi rồi. Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn xem mô hình phát triển nông thôn bằng mô hình chăn nuôi, trồng trọt chăn nuôi. Đây là những cái đồ thức ăn cho con hươu nè, hôm nay chia sẻ mô hình nuôi hươu sao. Mô hình nông nghiệp phát triển nông thôn nè, nuôi hươu sao. Giờ mình cho nó ăn cả. Nè, nó ăn cái gì? Con hươu sao này nó ăn rau, rau các loại, rau muống, rau lan, cái gì nói chung nó ăn với con bò, ăn với con heo, ăn chuối nè. Thì nè, chuồng sáng dậy chưa dọn nè. Ăn đây, cho con bên đây ăn, thấy bên đây ăn nó thèm, mình cho bên đây ăn. Rau muống này, rau muống ruộng vậy thì nè, ăn đi. Ăn đi. Thấy nó ăn ngon không? Nó không, nuôi nó thì cũng làm chuồng như xây chuồng heo. Xong rồi tắm rửa sạch sẽ, rửa chuồng, rửa ơ, rửa bọng. Rồi sao con hươu này không thấy để cho nó uống nước à. Rồi cho nó ăn nè. Ăn cỏ, ăn rau lan, ăn rau muống, ăn rau, ăn chuối. Tính lại là ăn chay. Ăn đi, nhai rập rập ngon không? Gợi ý cho các bạn nuôi hươu sao. Nè, con này nó đang ra, đang nhung. Con đực thì nó nhung, còn con cái thì nó đẻ. Ta nuôi nó nhung. Một cặp nhung hươu với cây bén ra một lần ta cắt 7 đến 10 triệu ở đây ta mua vậy, còn ở chỗ khác mình không biết nè. Nè, rồi ăn đi, hầm lá chi. Ui, rồi ăn đi. Ui. Sáng chưa rửa chuồng cho ăn, sau mà rửa chuồng. Con này mới cắt một cái nhung hươu gửi tắm rửa sạch sẽ, rửa chuồng cho ăn, rồi tắm rửa ăn rau muống, thấy không các bạn nuôi. Rồi số lượng lớn sạch sẽ thì các bạn làm trại thả rong chạy. Còn đây nuôi có 3 con à, nên sáng kêu cho ra phải chứ có thực tế ơi sao nhai đã không. Rập. Ok, mình vừa gợi ý cho các bạn mô hình nông nghiệp phát triển nông thôn bằng mô hình nuôi hươu sao. Ăn xong rồi rửa chuồng, tắm rửa, nhai. Thì xem mô hình đó là tiếp tục xem những cái cây nhà với lá vườn. Này là dây xương sâm, xương sâm có xương sâm cát, rồi xương sâm này nữa. Thấy giờ hầm sâm ăn được mát, mùa nắng nóng này là hầm sâm ăn dễ nhiệt mùa hè. Thôi bây giờ mình thấy 2-3 trái xài, cây nhà lá vườn hái xài rồi. Cái vô tầm nè, không xoài này các bạn trồng á mà các bạn không chụp lại thì nó bị sâu hết này nè, bướm con ong ruồi nó đục á, hư nè. Hư mình bứt ủy già hả, hư một trái á thì nó sẽ hư theo trái tiếp theo, ý là nè không, mấy cái cây này có hư trái thì trái kế bên sẽ hư theo hả. Lầy bứt luôn, bây giờ bứt thì bứt hai trái bỏ xuống, bứt luôn chứ hư rồi nè. Hai trái thì dìu về nhà à, hai chủ nhà về mất tiêu hai trái xoài,
chứ nó chai vậy chứ không bứt thì nó sẽ hư, nó là nè như nè rụng rồi. Thấy không, không hái hiện cũng rụng cho nên hái luôn, còn nhiều lắm trên cây kìa đó, thấy không, bên đây cũng có nè, không hái rụng thấy không, trời ơi nguyên nhánh luôn, chặt cái nhánh này xuống luôn. Ồ trái bự quá ta, làm sao hái, hái bằng gì, thôi vậy nào dễ làm trước hái trái xài, đừng qua đi hái trái khác. Cây sầu riêng nè, bỏ phân chuồng cái mưa gắn lên lá tốt mịt, hái hai trái xài nó hiêm trái nữa, rửa trái bự khổng lồ. Ý hai đi hái quầy dừa, mình chủ yếu gì đây hái dừa chứ mình đâu hái gì. Đến đó sao hái ta, bữa hái mấy trái về đem cho hết có ăn cái nào. Ồ ủa trên đó bự khổng lồ cho nên không biết cây xài này ngọt hay chua. Ủa hái bằng gì ta, đi ra vườn hái trái cây bông cóc nó ra cũng được. Cây khới nè các bạn, khới có khế ngọt khế chua. Bây giờ khới trọng chi nhiều dữ ta, chó thiệt nhà có hai con, mặn con dí theo mình sủa riết, còn con thấy mình dí theo mừng riết, thiệt ta không hiểu lý do gì hai con mặn con thờ tao nói bước bước chạy theo cứ lít quýt 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 đuôi nó mừng nó liếm nó dựa nó cọ, còn con không hiểu tại sao nó cứ dí theo mình nó sủa suốt mùa hôm. Giờ mình qua cây dừa, mình trèo cây dừa cho các bạn coi cái cách trèo dừa luôn, mình thì trèo leo vô địch luôn. Trèo lên chặt quài này, đây là một trong những loại rau mà trồng một lần thiệt ăn thiệt tàn đời mình luôn chứ nó không tàn, là cái lá lớp cho nên thuốc đúng không, trồng một lần á hả nó bò cái giường á. Hai mấy cái gì trồng, muốn trồng lá lốp thì dễ nè, nhổ có gốc về trồng, để nhổ về trồng trong chậu để có nhiều khi kia đổi cái gia vị, nướng thịt bò thịt heo rồi quấn cho con ăn khỏi sinh, cái chợ cái gì cũng mua cũng tiền, chặt chặt ở đó đất gì cũng lên nhưng mà hôi nó nhiều về dục đi trồng mấy cái cây khác. Nó nhiều đây vậy ta mọi người. Ok, bye bye, bây giờ mình kết thúc ở đây nha.